đời bạn mới. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố. Ở một nơi đẹp như mơ, trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi này. Vâng, xin chào các bác và anh em, mời các bác và anh em sẽ đồng hành với anh em chúng em đến bến xe nước ngầm để gửi một combo loa G4000 cho anh Phong ở thị trấn Hưng Khê, Hà Tĩnh. Hiện tại chúng em đang tắt đường cầu Thanh Trì đấy ạ. Xin chào các bác và anh em và đội ngũ vận chuyển bên Zcam tên số. Chúng em đang có mặt ở vành đai 3 Pháp Vân để tiến vào bến xe nước ngầm và giao cho anh Phong ở số 2 Phan Đình Giót, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh, một bộ dàn karaoke. Thay mặt Zcam tên số thì cảm ơn anh rất nhiều khi đã theo dõi kênh, đăng ký và tin tưởng ủng hộ chúng em một bộ dàn cũng có một con X7 ProDC, cặp loa WeWood G4000, một loa siêu chậm Monster Bass 30 và một mic không dây VK321. Rồi, chúng em đang gần đến bến xe nước ngầm. Qua đèn đỏ này chúng em sẽ tiến vào bến xe nước ngầm và sẽ tìm xe để gửi cho anh. Vâng, một cảnh bến xe rất tấp nập và anh em chúng em đang có mặt ở bến xe nước ngầm để gửi cho anh Phong vào trong thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Đồ chúng em vừa hạ xuống, các bác có thể thấy là một cặp loa G4000, một loa siêu trầm Monster, con đẩy X7 Pro DC và mic không dây VK321. Chúng em đang gửi xe Hương Khê, Hà Tĩnh đấy. Và bác chủ xe đang nhận hàng và bàn giao. Và sau khi đến nơi thì bác sẽ bàn giao cho anh Phong. Và anh Phong xem được video này thì anh sẽ chào đón. Sau khi nhà xe gọi điện thì bác sẽ